Bây giờ người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang đó chính là Tuấn Kiệt, xin mời bạn. Em lựa chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 của Tuấn Kiệt gồm có 9 chữ cái. Sau ATM gạo, anh Hoàng Tuấn Anh ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục có sáng kiến đưa ATM gì vào phục vụ người dân từ ngày 6 tháng 8 năm 2020. Giây suy nghĩ đã hết và bây giờ sẽ là câu trả lời của các bạn thí sinh. Chỉ có hai người đưa ra phương án trả lời thôi. Quốc Anh có câu trả lời là khẩu trang và đó cũng là sự lựa chọn của Thu Hằng. Xin chúc mừng cả hai bạn đã ghi được điểm 10 đầu tiên trong cuộc thi vượt chướng ngại vật. Và với việc trả lời đúng một từ hàng ngang này thì các bạn sẽ nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý và hy vọng là góc hình ảnh này sẽ mang đến nhiều thông tin cho các bạn. Một tiếng chuông vang lên và thật bất ngờ tiếng chuông đó đã xuất phát từ vị trí đứng của bạn Thu Hằng. Mời bạn. Câu trả lời của em là y tế. Vâng, câu trả lời của bạn Thu Hằng rất rõ ràng, rất rõng rạc. Y tế. Những dữ kiện chúng ta đang có trong tay là vô cùng ít ỏi, chỉ là một từ hàng ngang, một góc hình ảnh mờ mờ trắng mà tôi nghĩ là các bạn cũng chưa kịp xác định xem đó thực sự là hình ảnh gì. Hiện tại thì Thu Hằng đang có 70 điểm và quả thực đây là một hành động cực kỳ liều lĩnh của bạn trong một cuộc chơi quan trọng như chương trình hôm nay. Chúng ta đã vất vả biết bao nhiêu, khó khăn biết bao nhiêu mới có thể góp mặt ở đây cùng với ba chàng trai xuất sắc còn lại. Chúng tôi luôn dặn các bạn là hãy thận trọng, hãy bình tĩnh, hãy cẩn thận từng chút một. Và vừa rồi có lẽ là Thu Hằng cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu và bạn quyết định nhấn chuông. Y tế rõ ràng là có 3 chữ cái, nhưng liệu nó có phải là từ khóa hay không? Những người còn lại cũng đang rất lo lắng. Và Thu Hằng ơi, Ninh Bình tự hào về em! Chúc mừng Thu Hằng! Rất tuyệt vời! Một bản lĩnh thi đấu tuyệt vời của Thu Hằng.